Vâng, hàng lại về cho các bác đấy. Các bác thích lấy cái gì thì bác lấy dần đi bác nhé. Hết tháng này đến tháng tới thôi, sang tháng sau chắc các bác có muốn lấy em Tuấn cũng bó tay thôi. Vì có nhiều bác là cái gì các bác cũng cứ dồn về Tết đấy. Về Tết cái thứ nhất là cước, mọi cước nó đều đẩy lên cao, giá thành nó đều lên cao. Và lúc đấy các bác có tiền đẩy tiền bọn em chịu không dám chuyển đâu. Nên thôi bác nào có thích đam mê cái gì thì sắm dần, mua dần đi. Đấy, mua dần đi. Ghê chưa? Đây em tiếp tục vào lên cho bác một số mặt hàng nhé. Kênh của em thì đã nói rồi, tất cả những mặt hàng đây em bao tình trạng hoạt động tốt hết, giá đã báo, bác nào cảm thấy hợp lý thì bác gọi liên hệ, còn nếu cảm thấy là mặc cả thì kèo thôi, không phải gọi, bác cứ đi so sánh thoải mái đi. Hàng lỗi cho đổi trả, lỗi rồi em cho đổi trả nhé các bác nhé. Lỗi cho các bác ví dụ bác làm cháy thì nói câu cho dễ xử lý, chứ không thích mua bán cái kiểu vòng vèo mất mất thời gian đó. Hàng cho các bác thoải mái, bác yên tâm nhé. Em không bắt các bác là lấy hàng của em mà bị lỗi mà phải trả tiền đâu, bác không lo. Kể cả bác nào có lấy về rồi không may bị lỗi, các bác cứ báo cho em tình trạng cùng xử lý cho nó dễ. Túi của em. Đấy, sau đây mời các bác vào xem nào. À đây về tiết được một đôi loa Tambri gì đây. À đôi này thì đến từ nước Mỹ. Tuần trước có một đôi Tambri nó loại dòng Boxell 3 mặt đấy. 3,9 triệu các bác thi nhau lấy tranh nhau. Hôm nay lại về được đôi Tambri nữa nhá. Con này của Mỹ này, 2 bát. Đặc biệt là những con này bác nhìn này, nó từ những con ốc của nó nhá, ốc zin bác nhá chứ không phải em thay những ốc zin của nó nhá. Vàng ươm hết này. Ốc zin vàng ươm nhá. Ốc zin vàng ươm gâm gân còn zin luôn. Gân còn dập cả logo của gân luôn. Này. Logo thương hiệu luôn này. Đây này. Bác nhìn chưa? Đấy, USA nhá, tép USA. À con này là con Tambri TT316MK2. Công suất max của em nó là 150W, độ nhạy 92 dB. Số series là 963199. Có đúng duy nhất một con thôi, USA, made in USA. Đấy, hai cầu. Con này mà không hay thì con nào hay? Mức giá của em nó là 7.900.000. 7.900.000. Con này là màu đỏ, màu Bordeaux, đỏ rất là đẹp, sang, nặng trịch. Nói là nó cực kỳ nặng, rất là nặng. Mức giá 7.900.000. Những đôi loa này thì bác ngoài chơi hay ra, bày đẹp ra thì nó còn có những cái tính chất là nó là những dòng lòng loa rất ít nhé, rất ít người được gọi là được sở hữu. Nó không nhiều, nó không tràn lan những đôi loa khác. Dòng này nó không có nhiều, không có nhiều. Đấy. Về kích thước chiều ngang này 25, chiều sâu nó tầm 33 đến 35, cả cây căng là 35. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3. Chiều cao tầm 80 đến 82. Đấy. Mức giá 7.900.000. Sang đến bên đây, một đôi loa cây, loa cột. Con này đã có bản test cho bác rồi. Bản test nhưng mà của những đôi loa trước, còn hôm nay về được một đôi loa nữa, đôi về đôi khác nhé. Còn hôm trước là về đã bán rồi. Những bản trước của bác thì có đôi thì 5,6 triệu, 5,6 triệu rồi 7 triệu mấy, rồi 4 triệu mấy có. Nó tùy đôi đẹp đôi xấu, có đôi bị nó vỡ sứt. Đôi này lại về tiết được một đôi nữa. Bác nào cần bản test em gửi cho nhé. Em đã có bản test về dòng này rồi. Dòng này thì nhạc nghe nhạc thì bao cho bác phê luôn. Mà các bác có thể hát nhé, có thể hát như gia đình được. Đấy. Cái đôi này có mức giá, bởi vì tại sao nó hơi cớn đấy bác này, nhìn nó cớn chứ, bác nhìn nó cớn chưa, đấy nó cớn này, nên để cho bác mức giá 4,8 triệu. Đấy bác nhìn này, đây là đôi loa GS936 có công suất là 150W, độ nhạy từ 80 đến 93 dB. Đặc biệt là cái trở kháng của nó, bác nhìn trở kháng chưa, trở kháng từ 4 đến 8 ohm mấy. Đôi loa này cao khoảng gần 1m2, cao gần 1m2. Độ sâu thùng của nó, cái căng nó lên đến 35-36 độ sâu thùng. Ngang 20, mức giá 4,8 triệu. 4,8 triệu là do nó xuất sát một chút đây. Này, xuất sát một ít. Rồi em cùng các bác soi, nếu xuất sát tiếp thì sẽ giảm tiếp cho các bác cho thoải mái. Còn những đôi này mà bên em có thể xử lý mà em dán được, em lấp được, em sẽ làm hết cho bác. Tóm lại là trước khi giao cho bác, bên em làm được cái gì, có nghĩa bên em dọn được cái gì đẹp là em sẽ
cốt gỗ dọn thì gửi đến cho bác đẹp nhất cho có thể, hiểu chưa? Nên nó dễ. Đây ạ. Bên này có những bên này có sườn này, có sườn. Đây nữa bác ạ. Những cái này bên em có thể vét ni lại hoặc bọn em có lấy được em làm cho để cho đỡ đấy. Đây này bác nhìn nhá. Đến cho bác là đẹp nhất. Còn báo cáo bác là nhìn về mặt trước này. Không có cái gì hết, đẹp hết. Đẹp hết. Đây bên sườn nó hơi lõm. Nó do vận chuyển mà. Vận chuyển những đôi loa cây này to nó không tránh được đây. Bên sườn cũng sát này. Nhưng mà bên này về bên em xử lý được những cái gì em sẽ xử lý chấm hết để cho nó làm sao nó đẹp nhất cho các bác nhé. Mặt trước của loa này nó cũng rất là đẹp luôn. Đây. Để em tránh ánh sáng, ánh trực tiếp bao nhiêu này. Rất là đẹp. Hai con này cũng bị cớn một số chỗ, bên em sẽ xử lý cho bác nhé. Đây nữa này. Cũng cớn bác ạ. Sẽ xử lý làm đẹp cho các bác. Làm đẹp cho bác mức có thể nhất. Đó lại là về để bác chỉ sẵn chơi thôi. Để giảm cho bác thôi, giảm cho bác ít nữa đi. 48 thì còn 42 đi. 42. Mà thôi. 3. Bà 6 đi nhá. Cho nó nhanh. Đấy, em sẽ làm đẹp cho bác tất cả bao tình trạng hoạt động tốt hết. Bao tình trạng hát hoạt động bình thường 3,6 triệu. Sang đến bên đây. Con loa này là loa của Mỹ, là con Tam Bray là TT316MK2 là giới thiệu rồi, 7,9 triệu rồi. Sang tiếp con này nữa, một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Minager. Minager thì các bác nào đã xem kênh của em cách đây 5 đến 7 năm về trước, cái dòng Minager này em bán rất là nhiều vì nó là dòng loa của Canada. Dòng này thì từ con tép đến củ loa nó cực kỳ to khủng và nặng. Và dòng loa Minager của Canada này rất là nặng các bác nhé. Nếu mà so với những đôi loa của hãng khác sản xuất mà kích thước bằng nó thì nó lúc nào cân nặng phải gần gấp đôi. Thiết kế với được một loa dom chính giữa, tép dom chính giữa. Ba đẹp. Con này lỗ thông hơi phía giữa. Các bác nhìn thế này thôi nhưng con này bass đánh rất là uy lực và sâu. Đây là con Minager. Minager made in Canada. Model là M390IS. M390IS nhé, Minager hai cầu luôn. Con này các bác có thể chơi đi dai, B-Way đấy. Đấy. Con này cao 80 thì con này cao 90. Nhá, cao 90. Chiều ngang tầm 21-22. Chiều sâu cả E-căng 30. 4,9 triệu. Bỏ số 49 đi. Lấy số 48 đi. 4,8 triệu đi. Cho nó thích nhá. 48. Ok chưa? 4,8 triệu. Những đôi loa này các bác nào cần ghép âm ly bên em đều ghép hết. Có những mức giá bình dân có hết. Sang tiếp tục đôi loa Calisson. Calisson màu vàng. Đến từ đất nước Anh Quốc. Calisson là thương hiệu của Anh Quốc rồi. Calisson này có chiều cao 80. Vì nó ngang đôi kia mà. Chiều cao 80, chiều ngang 20. Chiều sâu cũng là 30. Đấy căng. Đấy. Mà trước rất là đẹp nhá. Đây là con Calisson F20. Calisson F20, công suất của em nó là 100W. Con nào báo watt thì em mới báo watt nhé, có nhiều đôi không báo watt nhé. Công suất của em nó 100W một loa, vậy là đôi này có công suất max là 200W, trở kháng 8 ohm. Nhá. Đang lật mất nhá. Trở kháng 8 ohm. Vân gỏ màu gỗ lạng rất là đẹp luôn, lạng bóng nhá, rất là đẹp. Những cái vân gỗ này không phải là tự nhiên là thích là dán được làm được đâu các bạn. Nhá. Zin của nó luôn. Ủa lại, con này hai cầu. Chú ý là hai cầu đấy. Có rất nhiều bác thích hai cầu mà để bác chơi nhạc. Chơi nhạc nó lên. Đấy, hai cầu E căng của nó đây ạ. Đây mọi người. Mức giá của con này là một đôi này là có mức giá là 5,6 triệu. 5,6 triệu. Sang đến một đôi này cũng phải nói là dòng siêu khủng của Anh Quốc. Đó là đôi loa kép KEF Q75. Nó gồm có Q50 này. Đây. Kép Q bên này nữa. Q50 này, Q55, Q65, Q75 và con này Q75 là đời cao. Nó gồm có hai con bát các bác. Bác nhìn thấy hai con bát chưa? Hai con bát bầu dục. Ở trên này lại là một con chung và một con tép.
đồng trục nữa, có đồng trục bên trong, có nhìn chưa, đồng trục bên trong. Vậy là nó 4 loa một thân thùng, 4 5 loa một thân thùng luôn. Con này cao 1m1, 1m10, cao 1m1 luôn. Cao 1m1, màu vân gỗ rất là đẹp, ê căng còn đầy được. Nếu những bác nào mà thích những dòng nhạc đồng quê êm ấm mềm mại, hoặc là nghe nhạc vàng bolero, tóm lại con này nhạc nào cũng nhảy, rước cái này về. Chất bát bao cho bác là con này nghe không bao giờ biết chán về chất âm của bát của nó. Vì chất bát của nó rất là mềm. Dòng này mà không mềm thì chẳng có dòng nào mềm hơn nữa. À, kích thước chiều ngang nó 25, gần 25 đấy. Chiều sâu cả e căng nó tầm 33, 32, 33 đấy. Chiều cao 1m1. Đấy, về thông số. À, mức giá 12.800.000, loa của Anh Quốc thì báo cáo các bác là phải nói là câu là nó hay chấm hết rồi trong tầm tiền. Tầm tiền này. Đây ạ, à, bác nhìn này. Đây là con kép. Kép Q75 bác chú ý hộ em, 200W một loa. Một đôi này 400W đấy, một đôi này là 400W bác nhá. Loa của Anh Quốc nhá. Anh Quốc. 400W một đôi loa này chứ không đơn giản ạ. Mức giá thì đã báo cho bác rồi, 12.800.000. Sang đến bên này, tiếp tục cũng là một đôi loa KEF, nhưng đời của nó là thấp hơn đời đấy. KEF Q50S. Con này được thiết kế với 3 loa trên một thân thùng. Ở trên cùng đây là một con bát và một con kép đồng trục này. Có nhìn đồng trục chưa? Đấy, dòng đồng trục nữa, nhìn chưa? Y như bên này luôn. Đồng trục. Nhìn chưa? Đây là một con bát súp. Bát súp. Con này lại thiết kế là lỗ thông hơi trước và lỗ thông hơi sau. Đằng sau cũng có luôn. Hai lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi phía trước là của con chung với con tép trên này. Lỗ thông hơi phía sau là của con bát súp này. Đấy. Đây ạ. Và em nó lên tới 150W một loa. Vậy là con này có công suất, đôi này là 300W, cả đôi này công suất 300W. Hàng của Anh Quốc nhé, mới đi nhanh lần. Con này là KEF Q50S, bác chú ý hộ em nhé, Q50S. Cái này bác ơi, cái này nhé, bác có thể vệ sinh do băng dính nó lột đấy, bác có thể làm được hết. Cái này thì đơn giản, băng dính. À mà mức giá thì bác nhìn này, mức giá 5.900.000. Quá mềm cho bác rồi. Mức giá 5.900.000 một đôi loa Anh Quốc này. Em khẳng định luôn là nó, đôi loa này nó sẽ không làm cho các bác thất vọng đâu. Với tầm tiền này các bác không thất vọng của này. Kích thước chiều ngang nó tầm 19 5 đến 20. Chiều sâu nó hơn 30. Chiều cao tầm 80. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đấy. Rồi chào các bác.